Cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Rất vui lại được gặp lại các bác ở cái đợt video lần này. Thì cái video hôm nay thì em quay là cũng là đầu năm. Hôm nay cũng là ngày đầu xuân. Anh em bắt đầu khai xuân. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020. Và cũng là cái video đầu tiên của năm mới. Thì lần đầu tiên em xin chúc toàn thể anh em hội làm nghề cơ khí một năm mới thành đạt, làm ăn phát đạt, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thì ở cái video đợt này thì em xin chia sẻ với toàn thể anh em về cái dạng mái lợp ngói 3 chữ A có xây vỉ ruồi và lợp ngói gốm Mỹ đất sét nung Quảng Ninh. Thì ở cái video đợt này thì em làm thì do gia chủ yêu cầu, thì là có khác với cái video ở đợt trước là ở cái vật liệu. Thì ở cái vật liệu lần này đấy thì em dùng, nhà này là chủ nhà yêu cầu là dùng cái loại kèo và cột, và cái nóc bỏ là cái nóc 60, tiếp 60, và kèo cột thì là dùng hộp dùng tiếp 60 21. Thì là nó chỉ khác ở những cái video đợt trước là kèo cột làm bằng hộp. Còn đâu cái ở cái video đợt này thì kèo cột em làm toàn bộ bằng tiếp 60 hết. Còn nó móc ngói thì vẫn cứ là cái hộp 40-40. Đấy, ở quê hương em thì chuyên dùng hộp 40-40 ly tư móc ngói. Thì là về cái hình thức làm cũng như là mọi cái máy khác thôi, thì nó khác nhau ở mỗi cái điểm là làm bằng tiếp. Và cái dạng ngói này là ngói đất sét nung Quảng Ninh. Thì là để em thi công xong về cái kích thước móc ngói thì là em sẽ chia sẻ cho anh em xem, và anh sẽ anh em tham khảo. Thì anh em nào mà gặp cái dạng ngói như thế này thì xem và tham khảo để làm. Vâng, và sau một thời gian thi công thì cuối cùng mình cũng đã thi công xong mái lợp ngói dạng ngói gốm Mỹ nung đất sét Quảng Ninh. Dạng ngói 1m2 16 viên. Và theo các bạn nhìn thấy thì rằng là cái độ lợp thì cũng rất chi là khít. Thì ở cái mái này đấy thì mình cái kích thước chuẩn của cái dạng ngói này đấy thì là nó là 30,5. Anh em cứ để 30,5 là lợp là thoải mái và hợp lý, dễ lợp. Còn ở cái máy này thì là vì là cái kích thước nó hơi bị nhỡ một chút, và mình cũng không muốn lấy, vì là cái ngói này nó khác ở những cái ngói khác ở cái điểm này. Nếu mà các anh em mà có thể giãn ra được thì là lên giãn, chứ đừng lên để thu vào hàng chân. Thu hàng chân là như nào? Có nghĩa là đẩy từ, mình làm móc ngói từ trên xuống đến hàng dưới mà nó không hợp thì có thể là mình sẽ thu nhỏ nó lại. Thu nhỏ nó lại có nghĩa là cái móc gối này sẽ lên đến tận đây chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà ở cái những cái loại ngói đỏ như là ngói đất Việt, ngói Hạ Long, dạng ngói 22 viên ấy, thì anh em đưa thu gọn cái móc này lên đây thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng ở cái dạng ngói này đấy thì là nó lại khác ở cái điểm, khác ở cái ngói đỏ, Hạ Long và đất Việt là ở điểm gì? Là nó ở đây nó có hai cái sóng này. Đấy, nó hai có hai cái sóng này. Chắc là do nhà máy người ta sản xuất là người ta để làm hai cái sóng này để cho nó cứng ngói chẳng hạn. Mục đích là người ta để làm cho cứng ngói chẳng hạn. Đấy, thì là khi mình thu lên thì cái sống này nó sẽ cọ vào mấy cái thành này thì cái đít ngói này nó sẽ bị hở. Đấy, nên là trong quá trình làm thì theo như kinh nghiệm của mình thì anh em lên giãn được ra mái ngói, anh em chia lên giãn được ra thì tốt hơn. Giãn được ra là như nào? Móc chuẩn của nó là 30,5 thì anh em có thể là giãn ra 31 hoặc 31,5 cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì là nó dễ lợp hơn. Chứ nếu anh em mà thu vào ấy, đây này, em quay cụ thể là thu vào như nào này. Đây, như cái điểm này, như cái này là em thu vào này. Em hình dung không? Đây là em thu vào. Đấy, em thu vào. Còn nó móc chuẩn của nó ở đây. Đấy, móc chuẩn của nó đây. Đấy. Nó khác nhau ở cái là đây em thu thì nó sẽ chùm qua cái mấu. Nó sẽ chùm qua cái mấu thì là toàn bộ 4 năm hàng này là em phải cho một người thợ là cạo cái sóng ở dưới đi. Xong rồi mới lợp được, chứ không thì nó sẽ bị kênh cái đít này lên. Kênh nó sẽ hở cái đít này lên.
Đấy, hở đít lên thì đứng ở dưới nhìn rất xấu. Đấy, nên là nếu trong quá trình làm thì anh em mà chia giãn được ngói ra thì là lên chia, không nên là để ngói nó trùng ngói là rất khó lợp. Có nghĩa là vẫn lợp được nhưng mà anh em sẽ mất thời gian nạo cái này đi này. Đây là anh em sẽ phải mất thời gian nạo cái sống này đi, gọt hết cái sống này đi thì nó không cộn, vì là nếu mà gối lên thì là cái này nó sẽ cộn lên đây. Đấy, thì là làm nó sẽ mất thời gian. Đấy, thì là để em lên trên em quay tổng thể mãi ở trên cho anh em xem nhé. Đấy, anh em nhé, toàn bộ khung cảnh của phía đằng trước của phía trên của mái ngói này nhìn màu cũng rất đỏ tươi thôi. Đấy, so với thằng Hạ Long thì màu cũng gần tương đương nhau. Bên này là thằng Hạ Long rồi, bên này là thằng đất sét nung Quảng Ninh này. Đó, màu cũng rất tươi. Mái này làm thì mái này là cái mái này là do nhà chủ người ta xây nhà cách đây được 3 năm rồi, người ta không có điều kiện làm mái ngay. Thế là đến nay thì người ta có tiền thì người ta mới làm mái, thì người ta khoán cho mình là làm cả lợp, cả bó bò, cả cái bó cái rìa bò kìa. Đấy, thì xem là cái mái này tổng cộng là hết hàn, cái này mái này là hàn bằng tiếp nên là nó hơi lâu hơn một chút so với hộp. Mái này cả lợp cả bó bò hình như là 17 công thì phải, 17 công là toàn bộ mình phải chuyển sắt thép rồi là ngói vữa cát xi măng mình chuyển lên trên này để mình lợp, toàn bộ do mình làm hết. Màu cũng rất tươi anh em ạ. À, thì trên đây mình chia sẻ với anh em một chút kinh nghiệm về cái ngó, về cái dạng mái ngói, mái Thái dạng 3 chữ A lợp ngói đất sét nung Quảng Ninh. Thì mình xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Anh em thấy video hay ý nghĩa cho mình một lần một lượt đăng ký và một lượt thích chia sẻ hộ mình nhá, để mình có động lực để làm video tiếp theo. Toàn bộ máy của mình ấy thì là đã hoàn thiện. Máy này mình làm đầu năm. Máy này là mình bỏ nóc mùng 6 tháng 1 năm 2020. Đấy. Chào tạm biệt anh em nhá. Hẹn anh em ở video tiếp theo nhá.